Nghe điều này có vẻ hơi buồn cười nhưng Man United chưa từng giành hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League trong mùa giải năm nay. Nếu không theo dõi đội bóng này, bạn sẽ cảm thấy khó tin vì vốn dĩ thanh thế của Quỷ Đỏ lớn đến vậy cơ mà. Nhưng nếu chứng kiến những gì thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã thể hiện, thành tích đó là hoàn toàn xứng đáng. Vì anh nhìn cái cách mà họ giành chiến thắng trước Brentford. Trong một thế trận không ai nghĩ đội chủ sân Old Trafford có thể giật về 3 điểm. Cho đến những phút thi đấu cuối cùng, nhiều người cho rằng ten Hag phe này nguy to rồi. Đội bóng dòng dẫn dắt vẫn đang bị bầy ong chích sức mặt. Còn chiếc ghế của vị huấn luyện viên người Hà Lan đang lung lay dữ dội. Để rồi khoảnh khắc McTominay đỡ bóng và dứt điểm như một tiền đạo, cục diện bắt đầu thay đổi. Và sau cùng, vẫn là tiền vệ người Scotland tạo ra điểm tiếp nối sau đường truyền của Harry Maguire để giật về 3 điểm cho đội chủ nhà. Người hâm mộ của họ vỡ òa vì được sống lại Fergie Tham kinh điển, đội bóng của họ vừa trở về từ cõi chết và có được chiến thắng đầu tiên sau chuỗi những trận đấu không như ý. Thực ra Man United chẳng chơi hay hơn Brentford, họ thắng nhờ khoảnh khắc, nhờ may mắn hay bất kỳ một lý do nào khác mà bạn có thể tìm ra. Chỉ là 3 điểm vẫn là 3 điểm và giờ họ có đôi chút lợi thế về mặt tâm lý để trở lại với Premier League. Vừa hay đối thủ tiếp theo lại là đội bóng cực kỳ thuận lợi để Man United có thể lần đầu thiết lập thành tích hai chiến thắng liên tiếp ở mùa giải này. Đó chỉ là Sheffield United, chân ướt chân ráo mới lên hạng nhưng đang được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho một suất trở lại Championship mùa sau. Cùng với Bournemouth, Sheffield là đội bóng vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở Premier League. Mọi thứ còn tồi tệ hơn với đoàn của huấn luyện viên Higginbotham khi họ mới chỉ giành được một điểm sau 8 vòng đấu. Có quá nhiều khoảnh khắc thể hiện cho sự yếu kém của tân binh Premier League mùa giải này. Tiêu biểu nhất có thể kể đến thất bại chưa từng có với tỷ số 0-8 trước đối thủ Newcastle. Hay ở vòng đấu vừa rồi, đội bóng vùng Yorkshire có một lần nữa thất thủ trước Fulham với tỷ số 1-3. Điều đáng nói ở đây, Sheffield hội tụ đầy đủ những thứ best nhất. Họ đang là một trong hai hàng công tệ nhất giải với chỉ 6 bàn thắng. Họ cũng đang sở hữu hàng thủ yếu kém nhất với 22 bàn thua sau 8 vòng đấu. Tức là cứ trung bình mỗi 90 phút trôi qua, đội bóng này phải nhận về gần 4 bàn thua. Hành trình đi tìm chiến thắng đầu tiên của Sheffield cũng sẽ cực kỳ gian nan bởi đối thủ của họ trong trận đấu tới là Man United. Dù cho Quỷ Đỏ đã sa sút trong thời gian gần đây, nhưng họ vẫn đang sở hữu thành tích ấn tượng mỗi khi đối đầu với Sheffield United. Trong 10 trận gần đây nhất ở Premier League, Sheffield đã để thua đến 7 lần. Những đoàn quân huấn luyện viên Higginbotham có thể tìm kiếm động lực nếu nhìn về lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Đó là thời điểm tháng 1 năm 2021. Khi Man United vẫn còn được dẫn dắt bởi Ole Solskjaer, thời điểm đó Sheffield vẫn đứng bét bảng còn Man United đang tràn trề hy vọng trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, toan tính sai lầm của Solskjaer đã phá hỏng tất cả khi ông sắp xếp hậu vệ trẻ Tuan Zebe đá chính ngay từ đầu. Chính cầu thủ này tạo ra những đóng góp rất lớn cho đội khách với một đường truyền bất cần cho De Gea và một tình huống cản phá để bóng bay vào lưới. Man United nhận bàn thua sốc trước Sheffield và mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Man City sau vòng đấu đó. Hai năm sau thất bại đó, đội hình của Man United đã có quá nhiều thay đổi. Những người góp mặt trong trận đấu ấy giờ chỉ còn lại là Maguire, Wan-Bissaka, Bruno, Martial và Rashford. Nhưng điều đó chỉ như tia hy vọng le lói giữa cơn bão đang ập đến với đội chủ sân Bramall Lane. Hãy nhớ rằng Man United luôn duy trì thành tích tuyệt đối trước các đối thủ mới thăng hạng trong 9 mùa giải gần đây và trong cả 6 lần gần nhất làm khách đến sân của Sheffield, Quỷ Đỏ đều thất bại. Dẫu cho ten Hag đang dần phá hủy những điều chưa từng xảy ra, thì kể cả thời điểm tệ nhất như hiện nay, Man United vẫn đang được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Nguyên nhân dẫn đến phong độ tồi tệ của Sheffield đến từ cơn bão chấn thương của họ. Nếu như Manchester United đang đứng top 3 có đội bóng có nhiều ca chấn thương nhất, thì đứng ngay sau đội bóng này chính là Sheffield United. Đội bóng vùng Yorkshire đang có tới 9 cầu thủ chấn thương, trường hợp phải ngồi ngoài lâu nhất thuộc về Chris Basham. Cầu thủ kỳ cựu này gặp chấn thương mắt cá và phải phẫu thuật. Basham chỉ có thể trở lại sau khi mùa bóng 2023-2024 kết thúc. Gia nhập những ca chấn thương không hẹn ngày trở lại như Basham còn có trung vệ John Egan và tiền vệ Tom Davies. Bên cạnh đó là những cầu thủ khác nằm rải rác ở cả ba tuyến. Nó khiến cho vị chiến lược gia 46 tuổi phải thốt lên hai từ ác mộng. Trả lời họp báo trước trận đấu này, Paul Higginbotham cảm thấy ám ảnh vì cứ sau mỗi đợt tập trung đội tuyển quốc gia, danh sách cầu thủ chấn thương lại dài thêm. Điều ông lo ngại nhất không phải là số ca chấn thương mà là thời gian cầu thủ của đội bóng có thể trở lại thi đấu. Higginbotham thực sự bó tay và đành chờ đợi đến năm mới thật nhanh, nơi cao trò có thể tập luyện và thị trường chuyển nhượng mở cửa. Nhưng từ giờ đến lúc đó, Higginbotham vẫn phải xoay sở với những gì đang có trong tay. Việc trung vệ Basham gặp chấn thương buộc huấn luyện viên này phải sử dụng Jack Robinson chơi bên cạnh Abe Hozic và Trusty cho bộ ba trung vệ. Trong số này, Austin Trusty được coi như sự thay thế bởi trung vệ người Mỹ mới chỉ thi đấu 3 trận tại Premier League mùa này, trong đó có 90 phút đá chính khi đối đầu với Fulham. Cặp wingback của Sheffield
không có gì thay đổi với Luke Thomas nơi hành lang trái và Bogler ở cánh đối diện. Mọi sự kỳ vọng trên hàng công đều phụ thuộc cả vào tiền vệ sáng tạo Gustavo Hammer. Chân sút mang áo số 8 đang là người ghi bàn nhiều nhất cho Sheffield, nhưng thành tích của anh cũng chỉ dừng lại ở 2 bàn sau 8 vòng đấu. Người san sẻ trọng trách nhả đạn cho Hammer là bộ đôi tiền đạo Archer cùng Mark Burnley. Ở phía đối diện, Man United cũng đang không có được sự phục vụ của Casemiro. Tiền vệ người Brazil bị đau nhẹ và được rút ra nghỉ ở loạt trận tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Dù những chuẩn đoán ban đầu cho thấy Casemiro không gặp chấn thương nặng, nhưng tiền vệ 31 tuổi sẽ không kịp trở lại trong cuộc đấu vào cuối tuần này. Cùng chung cảnh ăn cơm bệnh viện như Casemiro là Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tarek Malacia hay Wan-Bissaka. Họ đều là những bệnh binh dài hạn, chắc chắn vắng mặt trong cuộc đấu với Sheffield. Ten Hag cũng không thể điền tên Jadon Sancho vào đội xuất phát vì những mâu thuẫn khó hàn gắn. Đến thời điểm hiện tại, cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi nào cho huấn luyện viên trưởng. Đang có rất nhiều thông tin, Man United đã chính thức liệt kê cầu thủ này vào danh sách cần phải ra đi trong tháng 1. Nhìn những động thái trong một vài ngày vừa qua, cũng có thể thấy Sancho đang tự làm khó mình ở Old Trafford. Ít ra thì vị huấn luyện viên người Hà Lan đã bớt đau đầu hơn khi một vài trụ cột đã trở lại. Ở loạt trận FIFA Day tháng 10, Amrabat từng rút lui khỏi đội tuyển Maroc vì chấn thương. Tuy nhiên, những Manusian có thể thở phào khi tiền vệ này đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội. Tương tự như vậy, hai cầu thủ là Raphael Varane cùng Reguilon cũng đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách cuối tuần này. Nó giúp cho Ten Hag có nhiều sự lựa chọn hơn ở hàng hậu vệ. Nhưng một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là vị trí Onana. Sau liên tiếp những sai lầm và phong độ không thật sự ổn định, liệu đã đến lúc thủ thành này phải lên băng ghế dự bị hay chưa? Câu trả lời có lẽ là không, vì Ten Hag cần Onana trong một thế trận Manchester United sẽ kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Khả năng chơi chân của thủ thành này vẫn sẽ giúp ích cho những đường lên bóng từ đội khách. Với sự trở lại của Raphael Varane và Reguilon, Dalot sẽ được trả lại hành lang cánh phải quen thuộc, trong khi đó Lindelof sẽ được lựa chọn để đá cặp với trung vệ người Pháp. Ở tuyến tiền vệ, McTominay xứng đáng có một suất đá chính sau màn cứu thầy thành công ở vòng đấu vừa rồi. Anh sẽ chơi bên cạnh Amrabat với vai trò thu hồi bóng và phát triển nó thật nhanh lên tuyến trên, nơi Bruno đang đợi sẵn. Tất cả nguồn sáng tạo của Man United sẽ được đặt cả vào người đội trưởng của họ, cũng giống như đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9. Bruno thật rực rỡ trong màu áo Bồ Đào Nha. Và lần này các cổ viên của Quỷ Đỏ mong rằng anh sẽ không lặp lại chuỗi trận không có phong độ cao khi trở về khoác áo câu lạc bộ. Nhiệm vụ ghi bàn cho Man United sẽ được đặt cả vào Rashford và Højlund. Tín hiệu tích cực là bộ đôi này đều đã nổ súng khi thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Sự tự tin có thể trở lại, đặc biệt với Marc Rashford, người đang nhận nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây. Sheffield United là cửa ải dễ chịu nhất trước khi Man United bước vào chặng Tourmalet của họ. Với liên tục những ông lớn phải đối mặt và cả sự thành bại ở Champions League, họ cần phải giành chọn 3 điểm và nhiều khả năng sẽ hiện thực hóa tham vọng này. Có thể nó sẽ không phải một chiến thắng quá thuyết phục từ thầy trò luyện viên Ten Hag, nhưng ít nhất họ cần một điểm tựa nào đó để bật lên trong thời điểm then chốt của giai đoạn lượt đi. Điểm tựa đó có thể sẽ đến từ Bromwell Lane, đến từ Sheffield.